Chào bạn, tôi là Lê Văn Đức. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn khóa học lập trình CAM cho máy CNC bằng phần mềm MasterCAM, một phần mềm phổ biến nhất ở Việt Nam. Khóa học này thì được hướng dẫn dạy bởi các anh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường thực tế, môi trường gia công, chế tạo, điểm sản xuất tại các nhà máy. Với sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh thì khóa học này cực kỳ bổ ích và cần thiết, đặc biệt cho các bạn sinh viên và anh chị em đã đi làm có mong muốn tham gia hoặc là giao lưu thì các bạn liên hệ với mình qua Facebook hoặc là điện thoại, mail, Skype. Thì khóa học này ta sẽ học online qua Skype. Đấy, để tham gia khóa học thì anh em nhắn tin với mình hoặc là đăng ký qua link đăng ký. Chào các bạn.